Ngọc Như và Tuấn Anh rất vui đồng hành với quý vị và bà con nông dân trong bản tin Kinh tế Nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang mỗi ngày. Hôm nay chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý bà con mình những hình ảnh nông nghiệp hiện đại được phóng viên gửi về từ Nhật Bản. Đó là mô hình trồng cà chua công nghệ cao và hình ảnh những con cá chép koi, loài cá được mệnh danh là cá cảnh đẹp nhất thế giới. Nhưng mà trước khi chiêm ngưỡng những hình ảnh này thì chúng tôi mời bà con mình điểm qua thông tin nổi bật. Nhãn tím hút hàng tăng giá cao. Nông dân ở Hậu Giang trồng dưa lê Hàn Quốc bán giá 70.000 đồng một ký. Hậu Giang tập huấn cho nông dân nuôi vịt chuyên trứng và thương phẩm. Năm 2018, trái dừa xiêm xanh Bến Tre sẽ được cấp chứng nhận nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý. Thưa quý vị và bà con, mở đầu thông tin thị trường nông nghiệp trong ngày hôm nay là thông tin vui với bà con trồng nhãn tím. Nhà trước khi nói về giá trị của nó thì tôi muốn đố Tuấn Anh là nhãn tím có nguồn gốc và xuất xứ ở đâu? Nhãn tím là nhãn biến đổi gen đúng không? Và tôi còn biết là nhãn này có nguồn gốc từ tỉnh Sóc Trăng nữa. Người lai tạo ra giống nhãn này chính là ông Trần Văn Huy. Ông cho biết cách đây 10 năm, một cây nhãn long trong vườn nhà ông tự dưng đâm ra một nhánh lá có màu lạ. Lá nó có màu tím tím, khác với những cái cây nhãn khác. Và không những vậy thì bông của nó cũng màu tím và trái cũng có màu tím luôn. Nhãn tím là giống nhãn còn khá là mới với nhiều người. Nhân vì cái sự độc lạ này mà nhãn tím trở thành một loại trái cây rất là quý. Và hiện nay thì nhà vườn trồng nhãn tím ở Sóc Trăng đang hốt bạc bởi vì giá nhãn đang tăng cao kỷ lục. Nhưng mà rất là tiếc là cái lượng nhãn tím của bà con ở Sóc Trăng không được nhiều đâu Tuấn Anh. Và bây giờ thì tôi mời Tuấn Anh cùng bà con về dùng nhãn tím ở Sóc Trăng để đón tin vui cùng với bà con. Ông Trần Văn Huy cho biết lý do hút hàng là vì các thương lái đang đặt mua nhãn tím với số lượng lớn, trong khi toàn tỉnh Sóc Trăng chỉ có khoảng 50 gốc nhãn tím và cho sản lượng mỗi năm chỉ vài trăm ký. Nguồn cung khan hiếm đã đẩy giá các loại mặt hàng này tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái, dao động ở mức 110.000 đồng cho đến 120.000 đồng một ký. Điều đặc biệt của giống nhãn này là được lai tạo từ nhãn long, dễ trồng, kháng sâu bệnh, có màu tím, vị ngọt tự nhiên. Do có màu độc lạ nên một ký nhãn tím có giá bán cao gấp 5-6 lần so với nhãn trắng. Được biết, việc trồng và chăm sóc giống nhãn mới này cũng không quá khó, để tự nhiên một năm cây cho thu hoạch 2 vụ vào tháng 6 và Tết Nguyên Đán. Nhắc ông Võ Văn Trưng ở ấp Tân Long B, xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, chắc ít nhiều những người làm nông nghiệp trong tỉnh hoặc là có thể là các tỉnh bạn cũng sẽ biết đến ông. Đây là nông dân dám nghĩ, dám làm, là người tiên phong trồng dưa lưới công nghệ cao đầu tiên ở Hậu Giang. Và hiện nay thì ông còn trồng thêm dưa lê Hàn Quốc. Ông cho biết là sau khi nhân giống dưa lê Hàn Quốc của một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh về trồng thử nghiệm 100 giây, với năng suất ước đạt hơn 100 ký, giá thu mua tại vườn là 70.000 đồng một ký. Sau khi trừ chi phí thì cho lợi nhuận 6 triệu đồng. Trước đây thì ông Trưng đã nhiều năm trồng dưa lưới, hiện đã mở rộng diện tích lên 8.500 m2. Trung bình mỗi năm, sau khi trừ chi phí thì ông có lợi nhuận hơn 200 triệu đồng. Với hiệu quả khá cao từ giống dưa lê Hàn Quốc, trong thời gian tới thì ông Trưng sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng để tăng thêm thu nhập. Cái gì cũng vậy hả Ngọc Như? Mới bắt đầu thì lúc nào cũng có khó khăn, nhưng mà là người tiên phong trong việc áp dụng công nghệ cao lại nhờ vào lúc đó là ngay lúc thị trường đang cần những sản phẩm sạch. Cho nên tôi thấy là dù dưa lê hay là dưa lưới đều dễ tiêu thụ cả, giá cả cũng rất là cao. Tôi thì tôi luôn ngưỡng mộ những người như vậy, dám nghĩ, dám làm. Và mà nếu lỡ có thất bại thì cũng không sao, thì ít gì chúng ta cũng có được một lần trải nghiệm đúng không Ngọc Như? Nhưng mà bà con mình thì không phải là làm liều đâu nha Tiếng Anh. Trước khi bắt tay vào làm thì bà con đã tìm hiểu rất là kỹ về kỹ thuật, cũng như là bà con cũng đã có tầm nhìn về đầu ra. Trong lúc thực hiện thì bà con cũng rút được rất là nhiều kinh nghiệm nữa. Nói điều này để tôi muốn khẳng định với Tuấn Anh cũng như là bà con mình rằng mạnh dạn đầu tư cái mới, nhưng mà phải từ nhận thức, hiểu biết của mình thì mới có thể thành công được. Nhân đây thì tôi cũng xin muốn giới thiệu đến Ngọc Như cũng như quý vị bà con một mô hình trồng quýt đường canh của bà con ở Lâm Hà, Lâm Đồng. Cũng nhờ sự mạnh dạn, quyết đoán chuyển đổi cây trồng phù hợp mà bà con đã đổi đời. Từ cây cà phê, hồ tiêu, cây mắc ca có giá trị kinh tế cao, nhưng người dân có tầm nhìn khác chuyển sang cây quýt đường canh. Quýt đường canh tức là trạng thái cây giống quý hiếm cần bảo tồn. Quýt đường canh thuộc nhóm giống quýt chiền cọ, thị xã Sơn La, trái khá ngọt. Nhiều hộ nông dân tại huyện Lâm Hà đã có đời sống ổn định, thu tiền tỷ mỗi năm. Trước khi chuyển đổi, người dân địa phương đã trồng thử nghiệm các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế, đặc biệt là cây quýt đường canh.
Đến nay, diện tích quýt đường canh trên địa bàn xã Đan Phượng đạt trên 12 hectare và là địa phương có diện tích trồng cây ăn trái lớn nhất huyện. Với sản lượng thu được trung bình 30 tấn một hectare, giá cả hiện nay thì người dân sẽ có thu nhập gần 1 tỷ 200 triệu đồng một hectare, trừ chi phí cũng còn lời 800 triệu đồng một hectare. Thưa bà con, bên cạnh sự tìm tòi, học hỏi của bà con, thì ngành chuyên môn còn thường xuyên sát cánh với bà con trong hướng dẫn kỹ thuật. Mới đây, hơn 40 bà con ở huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ của tỉnh Hậu Giang được tập huấn kỹ thuật nuôi vịt chuyên trứng và thương phẩm. Tại đây, các nông dân nuôi dưỡng vịt sinh sản, kỹ thuật thú y phòng trừ bệnh cho vịt, quy trình ấp nở trứng vịt bằng máy ấp công nghiệp. Bên cạnh đó, các nông dân còn được giới thiệu một số giống vịt siêu thịt, siêu nạc và giống vịt chuyên trứng. Lớp tập huấn nhằm trang bị cho nông dân những kiến thức cần thiết về chăn nuôi vịt, qua đó giúp cho người nuôi áp dụng vào chăn nuôi vịt tại gia đình, góp phần phát triển sản xuất ổn định và bền vững. Kính thưa quý vị và bà con nông dân, thời gian qua, với sự tích cực chuyển giao khoa học kỹ thuật và đầu tư hệ thống thủy lợi, hiện các vùng lúa chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ngày càng được vực dậy bằng việc cung cấp nguồn lúa gạo chất lượng, góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu và cải thiện nguồn thu nhập cho nông dân. Trên báo Hậu Giang cũng có bài viết vực dậy vùng lúa chất lượng cao. Tác giả Hữu Phước cho biết rất cụ thể thuận lợi trong sản xuất của các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn thời gian qua khi được hỗ trợ kịp thời về giống cũng như kỹ thuật canh tác. Đặc biệt, hiện Hậu Giang là một trong 8 tỉnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chọn thực hiện thí điểm dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững, gọi tắt là VNSAP, trên cây lúa. Đây là mô hình đi rất sâu vào việc sản xuất lúa theo hướng chất lượng cao gắn với bảo vệ môi trường. Do đó, mô hình sản xuất tại các vùng lúa chất lượng cao của tỉnh tới đây sẽ ngày càng đạt hiệu quả như mong đợi, là đáp ứng tốt yêu cầu xuất khẩu của doanh nghiệp. Điều còn lại là liên kết từ các doanh nghiệp để tìm đầu ra. Quý vị đón đọc bài viết trên báo Hậu Giang để hiểu thêm thông tin. Đến xứ dừa Bến Tre thì chắc là Tuấn Anh có uống nước dừa xiêm xanh của Bến Tre đúng không? Đúng rồi, nước dừa xiêm xanh thì nó khá là ngọt và trái nó cũng nhỏ gọn, dễ dàng đem về làm quà nữa Ngọc Như. Thông tin được biết là năm 2018, dự kiến dừa xiêm xanh của Bến Tre sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý đó Tuấn Anh. Và nếu như có được nhãn hiệu này thì thương hiệu dừa xiêm xanh của bà con sẽ còn bay xa hơn nữa. Tuấn Anh hãy về Bến Tre cùng tôi ngay bây giờ để xem niềm vui của bà con trồng dừa ở đây như thế nào. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã hoàn thiện bộ hồ sơ theo quy định gửi đến Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị xét công nhận. Hiện nay diện tích dừa uống nước chiếm khoảng 20% trên tổng diện tích dừa của tỉnh, hơn 70.000 hectare, trong đó chủ yếu là dừa xiêm xanh. Do thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng, đặc biệt nhu cầu xuất khẩu ngày càng cao, nên nhiều doanh nghiệp đã chủ động xây dựng vùng nguyên liệu, bao tiêu sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật trồng cho nông dân. Ngành chức năng địa phương sẽ tập huấn tuyên truyền về quy chế, quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Bến Tre cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu khai thác chỉ dẫn địa lý sản phẩm dừa xiêm xanh Bến Tre. Nỗ lực để được cấp chứng nhận nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý là một thành công của một sản phẩm nông nghiệp. Vì vậy mà bà con mình phải phát huy để khẳng định thương hiệu trong lòng người tiêu dùng. Như trường hợp chỉ dẫn địa lý tiêu Quảng Trị, sau gần 3 năm được cấp nhãn hiệu cho sản phẩm tiêu hạt thuộc 4 xã của huyện Vĩnh Linh, đến nay thì các hộ trồng tiêu ở đây vẫn chưa sử dụng chỉ dẫn địa lý để bán sản phẩm. Hiện nay vẫn còn khoảng 80% lượng hạt tiêu bán ra vẫn ở dạng sản phẩm thô, được các thương lái mua với giá khá thấp. Vâng, điều này là một sự đáng tiếc, và phải không đứng anh? Bởi vì nếu hỏi vì sao lại như vậy thì lại tiếp tục với lý do cũ, đó là việc bà con sản xuất manh mún nhỏ lẻ truyền thống nên các hộ trồng tiêu đã đánh mất đi giá trị thương hiệu của mình làm ra. Và hơn nữa thì hiện nay đầu ra của hạt tiêu bà con còn phụ thuộc rất lớn vào các cơ sở chế biến, và cũng bà con cũng chưa nhận thức được lợi ích của chỉ dẫn địa lý để mà đăng ký tham gia khai thác. Chỉ dẫn địa lý là thông tin về nguồn gốc của hàng hóa, từ ngữ, dấu hiệu, biểu tượng, hình ảnh để chỉ một quốc gia, vùng lãnh thổ, một địa phương mà hàng hóa được sản xuất ra từ đó. Chất lượng, uy tín, danh tiếng của hàng hóa là do nguồn gốc địa lý tạo nên. Vì vậy, để cải thiện việc bán sản phẩm thô và không nhãn mác, trước mắt Hội Sản xuất và Kinh doanh Hồ tiêu Quảng Trị sẽ tập trung vào hoạt động tuyên truyền cho bà con về quyền lợi, trách nhiệm khi sử dụng chỉ dẫn địa lý, hướng dẫn hội viên tuân thủ quy định về nhãn hiệu, hệ thống tem nhãn của chỉ dẫn địa lý trên sản phẩm. Hiện diện tích trồng tiêu nằm trong vùng chỉ dẫn địa lý của huyện rộng khoảng 1.200 hectare. Khi sản xuất thì bà con hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất nên sản lượng tiêu được đánh giá rất cao.
Ngày hôm qua thì chúng ta có hẹn với bà con mình là sẽ cung cấp cho bà con những hình ảnh nông nghiệp sạch của nông dân ở Nhật Bản, và do phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang cung cấp về từ Nhật Bản. Và hôm nay thì chúng ta hãy thực hiện lời hứa này với bà con đi Tuấn Anh. Dân hiện tại thì Tuấn Anh đang rất là háo hức khi mà muốn mời bà con đến Nhật xem người nông dân ở đây trồng cà chua công nghệ cao sẽ khác biệt như thế nào với việc trồng cà chua thông thường. Hình ảnh này cũng mở đầu cho tiểu mục Nông nghiệp bốn phương trong bản tin Kinh tế nông nghiệp hôm nay. Giới thiệu với đoàn lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, ông Yukio Tuida, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Saitama cho biết, đây là một trong 6 trung tâm nghiên cứu về nông nghiệp Nhật Bản. Đơn vị chủ yếu nghiên cứu về cách ươm giống cũng như hỗ trợ cho nông dân về kỹ thuật trồng và chăm sóc để có chất lượng tốt nhất. Hiện trung tâm có 11 nhà kính với chi phí đầu tư khoảng 20 tỷ đồng. Diện tích mỗi nhà kính là 3.000 m2, trồng được 18.000 cây cà chua. Mỗi năm trồng được 3 vụ, sản lượng ước đạt khoảng 990 tấn. Cà chua sau khi thu hoạch sẽ được phân loại, đóng gói để phân phối ở các cửa hàng của tập đoàn Aeon. Tôi thấy những cái mô hình nông nghiệp của bà con nông dân ở Nhật Bản lúc nào cũng quy mô cũng lớn, đặc biệt là kỹ thuật rất là tiên tiến. Như Tuấn Anh và bà con nhìn những cái ao cá koi này chẳng hạn. Đến với xứ sở của anh Đào là chúng ta sẽ có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nghệ thuật và tinh hoa. Và nơi đây cũng là nơi bắt nguồn của một trong những giống cá cảnh đẹp nhất thế giới, đó chính là cá chép koi. Dân gần đây thì ở các quán cà phê chẳng hạn, chúng ta cũng có thể dễ dàng nhìn thấy các ao cá chép koi như thế này. Một số doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh còn nuôi cá koi thành công, thậm chí là xuất khẩu. Điều này mở ra triển vọng mới trong phát triển loại thủy sản có giá trị này. Bây giờ không chỉ là những hình ảnh 3D tại phim trường này thôi đâu, mà tôi muốn mời Ngọc Như cũng như là quý vị bà con hãy đến ngay Nhật Bản. Phóng viên Mộng Toàn của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang đang có mặt tại Nhật Bản sẽ cung cấp những hình ảnh thực tế nhất về mô hình này. Đây là trung tâm nghiên cứu và phát triển cá koi của tỉnh Saitama, đứng vị trí thứ hai về quy mô ở Nhật Bản. Bởi địa phương không có biển, nguồn nước ngọt dồi dào nên rất thích hợp để nuôi cá koi. Ban đầu loài cá này được nuôi ở các ruộng lúa nước. Từ những năm 70 trở đi, các nhà nghiên cứu tập trung cho lai tạo ra các loại cá koi mới có màu sắc đẹp, đồng thời tìm ra cách điều trị bệnh cho cá. Việc lựa chọn cá koi rất kỹ lưỡng. Trong 5.000 con cá koi, lựa chọn được chỉ khoảng 50% đạt chất lượng. Để đàn cá con có chất lượng, đòi hỏi phải lựa chọn đàn cá bố mẹ tốt và quản lý dịch bệnh. Hiện nay, trung tâm có diện tích 54.000 m2, trong đó có 140 hồ nuôi cá koi. Mỗi năm, một hồ nuôi thu nhập hơn 400.000 đô la Mỹ. Bên cạnh nghiên cứu phát triển cá, đơn vị còn nghiên cứu tăng lượng cá tự nhiên và đề ra nhiều quy định bảo vệ loài cá này. Nuôi cá koi đang phát triển rộng rãi và được xem là quốc ngư của Nhật Bản. Ở xứ sở Hoa Anh Đào, cá koi còn là biểu tượng của đức tính kiên nhẫn, thân thiện. Hiện ở Việt Nam chưa có cơ quan nào nuôi cá koi ngoại trừ các công ty tư nhân mua về để kinh doanh. Thời gian của bản tin cũng đã sắp hết rồi. Nông nghiệp bốn phương ngày hôm nay còn muốn chia sẻ cùng với bà con mình chiếc máy trồng rau giúp cho nông dân tiết kiệm được thời gian, công sức lao động, đồng thời thì tăng năng suất cây trồng của những nông dân ở phương Tây. Xem xong những hình ảnh này, chúng tôi cũng xin chào tạm biệt bà con. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục trở lại ở bản tin sau. It's turning an hour of work into minutes.